Minh Dự, tôi đang hoàn thành luận văn thạc sĩ. Minh Dự cho biết anh cảm thấy ba mẹ của mình giống như siêu nhân vì luôn cố gắng mang đến cho mình những điều tốt nhất và là động lực để anh cố gắng phấn đấu trong việc học tập và cuộc sống. Hiện tại, anh làm luận văn thạc sĩ. Dàn diễn viên chính trong bộ phim Tết của Minh Dự tối ngày 1 tháng 2, Minh Dự giới thiệu đến khán giả bộ phim Chuyện Nhà Tý phần 3. Đây là series phim Tết mà nam diễn viên đã thực hiện liên tiếp trong 2 năm qua. Năm nay, Minh Dự mang đến cho mọi người câu chuyện về tình cảm của những anh em trong gia đình dành cho người mẹ. Trong buổi giao lưu, Minh Dự cho biết anh dự tính không thực hiện phần 3 của tác phẩm này vì sợ không đủ kinh phí. Trước khi bấm máy khoảng 1 tuần, tôi thức đến 4 giờ sáng để nhắn tin với quản lý rằng hay là bây giờ không quay nữa vì phải tốn đến mấy trăm triệu đồng. Trong khi đó, mình có thể dùng số tiền đó để cho ba mẹ ăn Tết. Nói thật cũng đến thời điểm ngân hàng đòi nợ thẻ tín dụng của tôi rồi, nhưng không hiểu sao mỗi khi Tết tới là mọi ý tưởng của tôi đều thành hiện thực. Nam diễn viên sinh năm 1995. Bên cạnh đó, Minh Dự thừa nhận với đạo diễn Đỗ Quốc Trung rằng anh chỉ có đủ tiền quay trong 3 ngày và không thể bù lỗ nếu quay thêm ngày. Minh Dự mong muốn khán giả biết yêu thương gia đình mình nhiều hơn, chia sẻ thêm với thanh niên. Minh Dự cho biết anh nhận được nhiều sự hỗ trợ của các diễn viên vì kinh phí sản xuất rất eo hẹp. Nếu mời hết dàn diễn viên và ekip này bằng tiền của tôi mời không nổi. Khi tôi mời, mọi người cũng không hỏi vai gì, kịch bản ra sao mà nhận lời luôn. Đến khi trả lương, tôi chỉ trả theo kiểu tượng trưng chứ nói thật là tôi không có tiền. Anh bộc bạch. Vì để đầu tư cho bộ phim, Minh Dự cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Anh nói, Tết năm nay nhà tôi vẫn chưa sắm sửa gì. Mẹ vẫn hối thúc là sao chưa thấy gửi tiền về mua đồ Tết, nhà tôi chưa có một chậu bông hay một vỉ hột gà. Bữa giờ tôi cũng lo lắm vì thù lao đi làm chưa thu lại được mà phải chi ra khoản tiền quá lớn để quay phim. Những ngày vừa qua, tôi trả tiền cho ekip, cho buổi giao lưu này xong thì tài khoản của tôi chỉ còn đúng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi không thể than thở vì đâu ai ép mình làm phim, nếu cảm thấy mình vượt qua được thì mình cứ làm thôi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Diễn viên Minh Dự và Puka xúc động khi xem lại những thước phim trong Chuyện Nhà Tý 3. Khi nhắc về gia đình, Minh Dự khẳng định anh chưa bao giờ tủi thân khi ba làm nghề sửa TV còn mẹ làm nhân viên dọn vệ sinh. Tôi chưa bao giờ chạnh lòng vì nghề nghiệp của ba mẹ. Ba tôi sửa điện tử giỏi nên thiết kế cho tôi những cây quạt bằng pin, và khi đi học những bạn bè trong lớp đều trầm trồ vì chỉ mình tôi có món đồ đó. Còn khi mẹ làm tạp vụ, mẹ thấy ai bỏ cuốn sách nào đó, mẹ gom lại đem về cho tôi đọc, hay ai cho mẹ những bình nước đẹp thì mẹ cũng mang về để mình dùng. Tôi không bao giờ chạnh lòng vì những điều đó, mà đó chính là động lực để lo cho ba mẹ nhiều hơn, diễn viên phim Chuyện Nhà Tý chia sẻ. Đồng thời, Minh Dự cảm thấy thành tựu lớn nhất của anh là có thể lo được ba mẹ và khiến họ tự hào về mình. Nói về kế hoạch Tết, nam diễn viên 29 tuổi sẽ tham gia diễn kịch Tết ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho khán giả. Bên cạnh đó, Minh Dự cũng đang trong quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ ngành văn học Việt Nam tại trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên cho rằng khi học cao học anh có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm để đi dạy. Tuy vậy, anh nhấn mạnh bản thân vẫn yêu thích công việc diễn xuất hơn và đi dạy chỉ là muốn thử sức. Minh Dự tâm sự, trong tương lai, tôi vẫn đi diễn còn đi dạy cho vui thôi vì tôi muốn góp nhặt thêm những điều trẻ trung của các bạn Gen Z để làm phim và diễn hài cho vui.